Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giá Heo Hơi hôm nay. Và nếu anh chị mới ghé kênh cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video, ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giá Heo Hơi hàng ngày của chúng tôi. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày 3 tháng 2 năm 2020. Sau chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa giá thịt lợn xuống mức hợp lý, giá heo hơi hôm nay trong ngày 3 tháng 2 ở nhiều địa phương thuộc thị trường miền Bắc đang giữ mức ổn định dao động 78 đến 85.000 đồng trên kg. Trong khi đó tại thị trường miền Nam, một số tỉnh lại có xu hướng tăng. Và cũng trong ngày hôm nay, Chính phủ đã chỉ đạo nhập khẩu thêm 1.000 tấn thịt heo lợn để đảm bảo bình ổn giá sau dịp Tết Nguyên đán. Đưa giá thịt lợn xuống mức hợp lý, xử lý nghiêm việc đầu cơ, đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo về giá sau dịp Tết Nguyên đán. Để đạt được mục tiêu này, ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa các mặt hàng giá thịt lợn xuống mức hợp lý, dần xuống mức trung bình như trước khi có dịch, trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc thị trường và quy định của pháp luật. Đảm bảo cân đối cung cầu, công khai minh bạch chi phí, giá cả, giá mua cũng như là giá bán, đảm bảo hài hòa lợi ích người sản xuất và người tiêu dùng. Cũng trong ngày hôm nay, sáng ngày 3 tháng 2, giá heo hơi ở thị trường miền Bắc như sau. Và sau chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công ty CP chăn nuôi Việt Nam chính thức giảm 1.500 đồng trên 1 kg và đưa giá heo hơi ở công ty này xuống còn 80,5 nghìn đồng trên kg. Điều này tác động đến thị trường khi giá thịt heo ở thị trường miền Bắc đang có xu hướng chững lại ở một vài tỉnh. Và hiện nay giá heo ở trong dân vẫn đang đảm bảo trên dưới 80 nghìn đồng 1 kg. Và với giá này thì vẫn giúp người dân có lãi khá cao. Và theo đó thì ở một số địa phương như là Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, giá heo hơi vẫn đang dao động ở 82 đến 83 nghìn đồng 1 kg. Còn một số địa phương như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, giá heo hơi vẫn đang dao động 82 nghìn đồng 1 kg, và cũng không có nhiều thay đổi so với dịp Tết trước Tết Nguyên đán. Một số địa phương có mức giá cao ở khu vực thị trường miền Bắc như Hưng Yên, Hà Nam vẫn đang dao động mức giá 84 đến 85 nghìn đồng trên kg đối với heo siêu đẹp. Còn đối với thị trường miền Nam lại đang có xu hướng tăng, dao động từ 1 đến 2 nghìn đồng trên kg. Cụ thể như các tỉnh ở khu vực miền Tây như Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang tăng dao động 1.000 đến 2.000 trên kg và hiện nay dao động mức giá đó là 78 đến 80.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại một số địa phương như Đồng Tháp, Kiên Giang có xu hướng tăng mạnh và hiện nay tăng thậm chí có những tỉnh, những huyện tăng đến 3.000 đồng trên kg lên 81.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại Bến Tre cũng dao động 80 đến 82.000 đồng trên kg, trong khi đó Long An cũng là địa phương có mức giá cao nhất ở địa phương này ở các tỉnh khu vực phía Nam này và hiện nay dao động mức giá đó là 83 đến 84.000 đồng 1 kg. Đồng Nai giá heo hơi vẫn đang dao động mức giá 80 đến 81.000 đồng trên kg đối với heo siêu, còn heo áp siêu chỉ dao động 78.000 đồng 1 kg. Và phần lớn các tỉnh ở khu Đông Nam Bộ đều dao động mức giá trên dưới 80.000 đồng 1 kg. Trái ngược với xu hướng tăng giá ở thị trường miền Nam, thì trong ngày 3 tháng 2, thị trường miền Trung và Tây Nguyên đang giữ mức giá ổn định. Theo đó, các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang dao động 78 đến 81.000 đồng 1 kg. Quảng Bình, Quảng Trị dao động mức giá 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế dao động mức giá 81.000 đồng 1 kg. Và cao nhất ở khu vực này đó là Quảng Nam và Quảng Ngãi, hiện nay heo đẹp vẫn có thể bán được với mức giá 83.000 đồng 1 kg. Trong khi đó ở khu vực Tây Nguyên, giá heo hơi tại khu vực Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng vẫn đang dao động mức giá 75 đến 77.000 đồng 1 kg, đây là mức giá phổ biến nhất. Còn đối với Lâm Đồng thì có mức giá cao hơn, dao động 78 đến 80.000 đồng 1 kg. Và sau đây mình xin gửi đến quý anh chị và các bạn bảng cập nhật chi tiết giá heo hơi trong sáng ngày 3 tháng 2 năm 2020. Kính mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi.